Vào khoảng gần 15 giờ ngày 12 tháng 8, trên quốc lộ 14, đoạn qua huyện Chư Bứ, tỉnh Gia Lai, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 ô tô. Vào khoảng thời gian trên, xe con biển kiểm soát 81A00470 có logo của câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai đang đi theo hướng Đắk Lắk Gia Lai. Ngoài tài xế chưa xác định danh tính, trên xe còn 3 người khác. Khi đến địa phận xã Ia Rú, huyện Chư Bứ, thì xe con này cùng xe tải biển kiểm soát 47C26306 chạy ngược chiều và xe tải chở vật liệu xây dựng chạy phía sau đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn. Tại hiện trường, người dân đã yêu cầu xe tải lùi lại để cứu một người trên xe con biển kiểm soát 81A00470 đang kêu la đau đớn trong xe. Sau đó, nạn nhân đã được đưa ra ngoài cấp cứu. Bên cạnh đó, ba thi thể tử vong trong xe cũng được đưa ra ngoài. Theo thông tin, ba người tử vong là trợ lý huấn luyện viên Dương Minh Ninh, tiền đạo Ba Lô và một bác sĩ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Hôm qua ngày 11 tháng 8, Hoàng Anh Gia Lai thua 0-1 trên sân của Sông Lam Nghệ An ở lượt cuối của nhóm B giai đoạn 2 V-League 2023. Sau trận đấu, đa số các thành viên được xả trại, chỉ ông Ninh, tiền đạo Ba Lô và bác sĩ Trí Đào trở về bảng doanh nên được câu lạc bộ cử xe ra đón.